được lấy cảm hứng từ cổ tích Ông Lão Làm Hoa Nở. Ash là chú chó trung thành, bàn những điều kỳ diệu cho người chủ đáng kính của mình. Kết thúc câu chuyện là cảnh hoa anh đào nở rộ, khiến cho kẻ gian ác chịu sự trừng phạt thích đáng. Và cũng chính là đòn phản công đáng sợ lên những searcher kinh dị ở meta hiện tại. Ash thổi bay tất cả mọi cách thêm tài nguyên lên tay. Cùng xem video để biết cách nốt chửng bầy lũ gián sinh sôi nảy nở nhé. Chào mừng đến với tiêu điểm tướng Ash Xuân Sang Cho Tàn. Scaredy cat. Là một quái thú có hiệu ứng trong main deck, Ash sở hữu cấp độ 3 và không có một hạn chế trong việc triệu hồi. Vì vậy, chúng ta có thể triệu hồi thông thường cô bé mà không cần bận tâm điều gì cả. Nhưng khoan đã, đừng bao giờ làm chuyện đó nếu như anh em muốn trở thành trò cười ở ngoài local, vì Ash còn có công dụng lớn hơn mà tất cả chúng ta đều biết. Tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Ash nuốt chửng mọi cách để thêm tài nguyên lên tay. Hiệu ứng của Ash, Quick Effect, được kích hoạt khi có một lá bài hoặc một hiệu ứng thực hiện khả năng như sau: thêm một lá từ bộ bài lên tay, triệu hồi đặc biệt từ bộ bài hoặc gửi một lá từ bộ bài xuống mộ. Ngay lập tức, bạn có thể discard Ash để vô hiệu hóa hiệu ứng đấy. Và tất nhiên, hiệu ứng này của Ash chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Như chúng ta đã biết, tài nguyên là một yếu tố rất quan trọng trong các trận đấu bài. Mọi hành động thêm được tài nguyên sẽ đem đến lợi thế rất lớn. Không chỉ có vậy, với meta hiện tại, có rất nhiều lá bài chủ chốt, những starter của các tộc bài cho phép search card hoặc triệu hồi đặc biệt từ deck. Điều này đã khiến cho Ash trở thành hand trap mạnh nhất từng tồn tại. Ví dụ điển hình, với hiệu ứng của Sangan cho phép chúng ta thêm một quái thú với sức công 1.000 năm hoặc thấp hơn từ bộ bài lên tay sau khi nó được gửi từ sân xuống mộ. Ash có thể ngăn chặn hành động đó, nhưng thậm chí nếu để ý kỹ, Sangan cũng có thể giúp bạn thêm được Ash lên tay đấy. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ném Ash, vì biết đâu đó chỉ là mồi nhử của đối thủ. Ngay khoảnh khắc bạn nhận ra thì trên tay đã bị trừ mất một tài nguyên vô cùng quý giá rồi. Ash không chỉ đem đến mùa xuân với những cánh anh đào nở rộ mà còn gieo rắc lên nỗi xấu cho đối thủ. Đôi khi việc triệu hồi Ash không phải là một nước đi sai lầm. Trong tình cảnh quá bi bách, triệu hồi Ash để câu thêm một đòn đánh có thể giúp cho bạn vẫn còn cơ hội cho lượt sau. Không chỉ có thế, với việc một lính đánh thuê siêu mạnh được ra mắt gần đây mang tên Superstar Slayer Typhon Sky Crisis, chỉ cần một nguyên liệu để lên sân nếu như lượt này hoặc lượt trước của đối thủ đã triệu hồi đặc biệt hai hoặc nhiều hơn quái thú từ Extra Deck. Hiệu ứng cực kỳ mạnh của Typhon cũng khiến cho cái giá từ bỏ Ash trở nên vô cùng hợp lý. Chưa hết, Ash là một quái thú Tuner cấp độ 3, rất phù hợp để triệu hồi Synchro trong thế bí. Với tôi, việc dùng Ash để triệu hồi Baroness de Fleur cũng ngầu phê đấy chứ. Những chỉ số như công thủ, tộc hay cấp độ của Ash rất phổ biến, dễ dàng được search bởi nhiều lá, chẳng hạn như Chao Feng, Phantom of the Yangjing, Sphere of Chaos hoặc Piri Race Map. Không những vậy, Ash cùng với các hand trap khác sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để chúng ta sử dụng một searcher cực mạnh mang tên Small World. Nhiệm vụ chính của Ash vẫn là dập tắt mọi cách thêm tài nguyên lên tay, lên sân hoặc đưa xuống mộ mà có xuất phát điểm từ bộ bài. Đưa xuống mộ không phải trừ đâu, vì có nhiều lá sẽ nháy hiệu ứng khi được đưa xuống mộ. Hãy tập trung vào những starter chủ chốt của đối thủ, những lá cần phải trả phí hay có hiệu ứng hạn chế để có thể chấm dứt luôn chiến thuật của họ. Chẳng hạn như tại OCG, Branded Fusion đã bị hạn chế chỉ còn một copy. Nếu đối đầu với deck Branded Despia, hãy cố gắng Ash thẳng vào Branded Fusion, khiến cho đối thủ không còn cách xoay sở. A Hero Lives buộc đối thủ phải trả một nửa điểm gốc để triệu hồi một Elemental Hero từ bộ bài. Ash sẽ có khả năng sửa hiệu ứng nó, trả một nửa điểm gốc để discard một Ash từ tay của đối phương. Quá lời! Left Arm Offering buộc đối thủ banish cả tay để thêm một ma pháp từ bộ bài, sau đó sẽ không được xếp ma pháp cạm bẫy trong lượt đó. Tides of the Present buộc họ trả 2.000 điểm gốc để triệu hồi thêm một quái thú, nhưng không được triệu đặc biệt cho đến hết cả lượt. Snake Eye Ash đòi hỏi việc hai quái thú làm cost để triệu hồi đặc biệt một quái thú Snake Eye từ tay hoặc bộ bài. Đó là một số lá phải trả giá cao để kích hoạt hiệu ứng. Chúng đều là mồi ngon của Ash,
Chưa hết, các hũ pot đều là công cụ tuyệt vời để thêm bài lên tay. Hiện tại, chúng ta có những hũ rất mạnh và được sử dụng nhiều. Pot of Desire, Pot of Avarice, Pot of Duality, Pot of Extravagance và Pot of Prosperity. Tất nhiên, chúng không mạnh đến mức quái đản như Pot of Greed, vì nếu muốn bốc thêm bài thì phải trả một cái giá. Nhưng với Ash, đối phương chỉ được trả giá thôi. Tại TCG, Maxi bị cấm, cho nên các deck combo có dịp trổ tài, tạo nên lối chơi khác so với OCG. Điều đó đem đến việc Ash tại OCG có thêm việc để làm, vì mấy con rán ấy lại chính là món khoái khẩu nằm đầu thực đơn của Ash. Ngoài ra, việc discard để vô hiệu hóa của Ash là một điểm mạnh, vì Ash không nhất thiết phải súng mộ hay banish, chỉ việc rời tay thôi, có thể qua được những floodgate ngăn cấm việc đưa card xuống một trong hai địa điểm kia. Tuy nhiên, việc discard này cũng đem đến bất lợi, vì nó là điều kiện trả cost, bắt buộc discard Ash để vô hiệu hóa hệ ứng, đồng nghĩa với việc phải trừ một tay. Nhưng khi đã súng mộ rồi thì Ash lại bất ngờ đụng độ với kẻ thù tự nhiên của cô, đó chính là Call by the Grave, hay được mệnh danh là kẻ ăn hand trap. Ngay lúc này, điểm cộng là cho đến hết lượt sau, đối phương cũng không thể sử dụng Ash. Điểm trừ chính là bạn cũng vậy, thêm cả việc bị trừ một tay mà chả làm được gì, Ash lại còn bị banish. Vô hiệu hóa của Ash nhắm đến hiệu ứng chứ không phải việc kích hoạt. Vậy cho nên Ash sẽ không thể ngăn cản được đám không bị hạn chế số lần sử dụng trong một lượt. Không chỉ có thế, Ash chỉ có thể vô hiệu hóa hiệu ứng ở ngay trước nó trong chuỗi trên link. Vậy nên đối thủ dễ dàng làm cho Ash bị miss timing nếu như sử dụng việc ưu tiên trong lượt để nhét ở giữa bằng một chain link khác. Đôi khi cười người hôm trước, hôm sau người cười, bạn có thể sẽ rất vui sướng nếu như ném Ash vào mặt đối thủ. Nhưng hãy cẩn thận, việc đưa Ash xuống mộ cũng không hay ho lắm đâu. Với những deck lửa đang mạnh ở thời điểm hiện tại, chắc chắn trong extra deck của họ đã có sẵn Hita the Fire Chamber Ablaze, luôn sẵn lòng gắp lại Ash của bạn dưới mộ để thêm tài nguyên trên sân. Đến lúc đó không biết ai mới là người cười nhỉ. Như anh em đã thấy, có quá nhiều cách để khắc chế Ash. Đôi khi mạnh nhất không có nghĩa là bất khả chiến bại. Nếu bạn cần lý do để hạ gục những con Searcher đáng sợ, thì đây chính là dịp để bạn thử sức với Ash Blossom. Biết đâu cô bé với sức mạnh kinh khủng như thế này lại chính là thứ bạn cần. Sao tự nhiên nóng vậy ta? Thôi, tôi phải đi hạ hỏa đây. Thiêu cháy bản đồ cùng với Ash, xuân sang cho tàn và học bí kíp luyện gián bằng cách đăng ký và theo dõi cho Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Để biết thêm chi tiết nhé.